Thưa quý vị, vào ngày 26 tháng 12, các nhà chức trách của Philippines thông báo ít nhất đã có 8 người thiệt mạng do lũ lụt lớn gây ra ở các tỉnh phía Nam, khiến hàng ngàn người dân phải sơ tán. Và cơ quan thiên tai quốc gia Philippines báo cáo, ngoài số người thiệt mạng thì còn có 19 người mất tích. Mưa lớn liên tiếp trong 2 ngày cuối tuần gây ngập lụt lở đất trên các đảo lớn của Philippines. Ngập lụt nhấn chìm nhiều thị trấn, làng mạc và gần 10.000 hộ gia đình mất nhà cửa. Gần 46.000 người phải sơ tán. Nhiều khu vực bị cắt điện, nước và người dân phải đón Giáng sinh trong các lều bạt tạm bợ. Ở một số nơi, đất đá và các mảnh vỡ lớn trôi nổi, chất đống trên quốc lộ khiến giao thông gián đoạn. Philippines là quốc gia gồm hơn 7.600 hòn đảo, hứng chịu trung bình 20 cơn bão nhiệt đới hàng năm. Quốc gia Đông Nam Á này cũng bị ảnh hưởng bởi các điều kiện thời tiết bất lợi như mưa gió, gây ra lở đất và lũ lụt, phá hoại mùa màng và khiến hàng trăm người thiệt mạng mỗi năm.